tạm dừng hoạt động công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi. Trước thông tin doanh nghiệp này có trường hợp dương tính với covid 19, sáng nay ngày 28 tháng 7, ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 tỉnh, chỉ đạo tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp. Tái kiểm tra tình hình thực hiện quy định ba tại chỗ của doanh nghiệp, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống covid 19 theo quyết định số 120 của ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận số công nhân hiện tại của doanh nghiệp tăng 111 người so với số lượng đăng ký trước đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp không khai báo. Qua kết quả xét nghiệm, có 3 trường hợp dương tính COVID-19 đã cách ly tập trung. Đáng lưu ý, 3 trường hợp này không nằm trong danh sách đăng ký trước đó. Hiện đã xác định được 16 F1 có liên quan. Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và Quỹ ban Nhân dân thành phố Sa Đéc quản lý 16 trường hợp F1 tại khu cách ly. Sau khi phân loại nơi cư trú của số công nhân còn lại, thành phố Sa Đéc phối hợp với các địa phương ở các huyện trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm đón công nhân trở về để tổ chức cách ly tại khu riêng. Dự trù hai tình huống, nếu 16 kf 1 test nhanh âm tính và sau 3 ngày xét nghiệm PCR âm tính thì công nhân được về nhà theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu trong 16 F1 có trường hợp dương tính thì chuyển sang cách ly y tế tại nhà, đồng thời phun khử khuẩn tại nhà máy, nhất là nơi có kf 0 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong ngày hôm nay đã xét nghiệm PCR 1.980 mẫu cho 3.335 người và test nhanh 13.188 mẫu cho 15.191 người. Kết quả khẳng định có 244 ca dương tính và tính đến thời điểm này thì tổng số ca mắc cộng dồn của tỉnh là 2.673 ca. Hiện tỉnh đang có 20 cơ sở điều trị và bệnh viện giả chiến cho bệnh nhân COVID-19, với công suất tối đa là 3.541 giường. Số khu cách ly tại 12 huyện thành phố là 70 khu. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 2.386 ca. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày hôm nay là 64 ca. Cộng dồn đến nay là 246 ca được xuất viện. Số ca tử vong 1 ca trong ngày. Cộng dồn đến nay là 41 ca. Tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2021, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiêm được 100.000 liều vaccine, trong đó mũi 1 là 75.684 người, mũi 2 là 12.590 người và đang tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm số vaccine còn lại. Kết nối tiêu thụ nhãn và các sản phẩm ô cấp Chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tuyến do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức. Hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng mai lúc 9 giờ theo hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Đồng Tháp, Sóc Trăng và Hà Nội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, người nông dân quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, các kênh thương mại điện tử và cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm tại thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các giải pháp cấp bách, tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm tạo động lực cho các địa phương thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đăng ký xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham gia thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Đồng Tháp cam kết bố trí nguồn lực địa phương để cùng phối hợp triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhằm đánh giá kết quả, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và nâng cao nhận thức của người dân. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2021 cuộc thi nhằm quy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị đặc biệt là phát huy tính phối hợp sự chủ động sáng tạo của người dân ban phát triển ấp và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu